trung tâm Thánh Mẫu, Lộ Đức tại Pháp, là địa chỉ của tình thương, là điểm hẹn của sự bình an nội tâm. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bao gồm Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ và Vương Cung Thánh Đường Pio X, các phòng thông tin, nguyện đường, nơi chầu thánh thể, lần hạt mân côi, cử hành bí tích hòa giải, chiếu phim, hội họp, bệnh viện và các nhà khách. Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ có 2 tầng, được xây dựng ngay trên vách đá, nơi mà khi xưa Đức Maria đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở tầng trên và Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ mân côi ở tầng dưới. Bên phải của hai Vương Cung Thánh Đường là dòng sông Gave the Pole, trong xanh và công viên rộng lớn, với thảm cỏ xanh mát được chăm sóc rất cẩn thận. Bên trái là đồi Canvara, không chặn đường thánh giá, dựng ngay trên núi đá tự nhiên. Phía trước của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ là một quảng trường rộng lớn, có đường kiệu bao quanh và Vương Cung Thánh Đường Pio X do kiến trúc sư Pierre Vago thiết kế, xây ngầm dưới lòng đất với sức chứa trên 25.000 người, tựa như hai chiếc thuyền lớn úp ngược lên nhau, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong một con tàu thực sự. Sau bàn thờ nơi Đức Maria đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette là mạch nước chảy không ngừng từ trong núi đá. Mạch suối này được dẫn xuôi theo nhà thờ tới chân tháp với nhiều vòi nước, và nhiều người đã đến đây lấy nước và uống nước xin ơn chữa lành. Mỗi ngày vào khoảng 9 giờ tối, hàng ngàn người đến đây để đi kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Đi đầu là thánh giá nến cao, rồi đoàn xe của các bệnh nhân được các thiện nguyện viên đẩy giúp. Sau đó là kiệu Đức Mẹ. Cuối cùng là cộng đoàn đông đảo, tay cầm cây nến cháy sáng, chậm rãi bước đi trong tiếng tung hô Ave, Ave Maria. Lộ Đức là địa điểm gặp gỡ thiêng liêng. Lộ Đức không có những công trình kiến trúc nguy nga, không có những danh lam thắng cảnh lý tưởng, nhưng đây thực sự là nơi linh thánh thật linh thiêng. Kể từ sau năm 1858, sau khi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette, Lộ Đức trở thành trung tâm hành hương kính viếng Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, một cô gái tên là Bernadette, 14 tuổi, loan tin rằng cô đã gặp một phụ nữ lạ tại hang đá nhỏ Marseille-Bigel bên bờ sông Po, phía tây của thành phố. Bà xưng mình là đấng vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, bà còn hiện ra nhiều lần với cô. Bernadette không biết đọc, không biết viết, xuất thân từ một gia đình nghèo ở Lộ Đức. Gia đình gồm có ông bà thân sinh và 4 chị em của Bernadette tạm trú tại một nơi khi xưa dùng làm nhà giam. Điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Mẹ muốn chọn một cô bé xuất thân từ nghèo khó để làm sứ giả của Mẹ. Năm 1862, sau những cuộc điều tra theo giáo luật về sự kiện lạ lùng đó, Đức cha Lawrence, Tổng giám mục giáo phận Tabes, chính thức nhìn nhận việc Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Vào năm 1866, Bernadette được gửi vào dòng nữ tu Đức Bà ở Nevers. Ở đây, sơ Bernadette chịu đau đớn vì một căn bệnh bất trị. Sơ từ trần ở Nevers vào ngày 15 tháng 4 1879, khi mới 35 tuổi. Sơ Bernadette được phong chân phước vào năm 1925 và được Đức Giáo Hoàng Pio XI phong thánh năm 1933. Lễ kính thánh nữ vào ngày 16 tháng 4 hàng năm. Sứ điệp Đức Mẹ trao cho Bernadette có thể tóm lược trong 3 lời mời gọi sau đây. Thứ nhất, lời mời gọi cầu nguyện. Khi hiện ra lần thứ nhất, Mẹ đã dạy Bernadette làm dấu thánh giá và lần hạt một cách sốt sắng. Con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn trở lại.
Thứ hai, lời mời gọi sám hối. Một trong những lần hiện ra với Bernadette sau này, mẹ chỉ cho cô tìm ra dòng suối và nói với cô rằng, con hãy đến uống và rửa tại suối này. Từ đó, cách hành hương tuôn đến đây để lấy nước chữa bệnh từ con suối này. Nhiều phép lạ đã được ghi nhận và được giáo hội công nhận. Thứ ba, lời mời gọi rước kiệu và xây nhà nguyện. Con hãy nói với các linh mục xây nhà nguyện ở đây. Mẹ muốn người ta đến đây rước kiệu. Nhà nguyện là nơi dân Chúa tụ họp để nghe lời Chúa và cử hành nhiệm tích thánh thể. Để đáp lại nguyện vọng của Đức Maria, các vương cung thánh đường lần lượt được xây ở đây. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức hàng ngày quy tụ từng đoàn người hành hương đến viếng thăm, chầu thánh thể và rước kiệu. Chính tại nơi đây, thánh lễ cũng như các buổi rước kiệu, thánh thể được cử hành rất long trọng. Lộ Đức xứng đáng với danh hiệu thành phố của nhiệm tích thánh thể. Giáo hội Công giáo trong thời gian hơn 2.000 năm qua vẫn luôn vững bền và phát triển, dù trải qua biết bao thăng trầm, là đều nhờ mẹ Maria luôn chở che cho giáo hội, như mẹ đã bao bọc, nâng đỡ các tông đồ sau ngày lễ ngũ tuần. Mẹ là dòng sông tưới mát cho nhân loại, đang trên hành trình tìm về nguồn hạnh phúc bên Chúa. Lộ Đức đã trở nên trung tâm hành hương chữa lành, nhất là đức tin. Đối với những người có đức tin thì không có gì ngạc nhiên cả. Đó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giê-xu được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của mẹ Maria. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức tại Pháp là địa chỉ của tình thương, là điểm hẹn của sự bình an nội tâm. Người ơi hãy giữ lời thề, người ơi hãy giữ lời thề. Chắp tay xin dâng cuộc tình này, cho dù đổi thay trăm chiều, hai lòng chung thủy thêm nhiều. Người ơi hãy giữ lời thề. Mẹ mẹ ơi, con hát bài tình ca, xin dâng lên trước tòa đây tình mến thương đậm đà. Cho dù ngày tháng trôi qua, người ơi hãy giữ lời thề. Mẹ mẹ ơi, xin mẹ giữ tình con mãi mãi vuông tròn. Người ơi hãy giữ lời thề. Người ơi hãy giữ lời thề. Trước tòa mẹ con đến sẽ khấn xin, mai sau tròn cuộc tình, suốt đời sống trong an bình, chung đường đi tới thiên đình. Người ơi hãy giữ lời thề. Mẹ mẹ ơi, xin Chúa dòng tình thương, xin thương ban phúc lành, ân tình mãi luôn trung thành. Cho dù cuộc sống mong manh, người ơi hãy giữ lời thề. Mẹ mẹ ơi, xin mẹ giữ tình con mãi mãi vuông tròn. Người ơi hãy giữ lời thề.
thề, Người ơi hãy giữ lời thề. Còn lo chi?
lo chi. Chúa đâu tội tình, nhưng vì thương mến
hiến trọn thân mình. Tình ngài bờ bên, Chúa cất bước lên, cán về nhục hình. Đường chân thập giá, Chúa hãy giúp con luôn luôn trung thành. Dương chân hôm nay, thương đau đắng cay, trông gai răng đầy. Gương ngài khi xưa, con xin quyết tâm một lòng ghi dấu. Để tháng ngày qua, con đường thập giá, tin yêu thiết tha. Bước đi bên ngài, lo gì giông bão, xa gì ba đau. Tình ngài bờ bên, Chúa cất bước lên, cán về nhục hình. Đường chân thập giá, Chúa hãy giúp con luôn luôn trung thành. Con đường can về, ôi bao tai tê, xót xa ê chề. Con đường can về, ôi bao đớn đau, nào ai có thâu. Thập giá đồi cao, treo người yêu dấu, mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình, nhưng vì thương mến, hiến trọn thân mình. Tình ngài bờ bên, Chúa cất bước lên, cán về nhục hình. Đường chân thập giá, Chúa hãy giúp con luôn luôn trung thành. Trong tình thương
bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như làn hương thấm ngát, như dòng suối êm đềm, cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát đi che đầu mẹ là như bóng mát đi che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa, bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng, mau về tới quê nhà. Cây lá tỏa ngàn hương, con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Bóng mát đi che đâu mẹ là như bóng mát đi che đâu. Dưới nắng những ban trưa trong bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Quý vị cũng tại, người ta cũng bị đối xử tại chỗ.
thường thường kiểu mỗi ngày là đủ các thứ tiếng. Đông trên mẹ Thiên Chúa hiền vinh
mẹ ví như ánh trăng dịu hiền. Em như cung đàn thân xuống muôn ơn cho nước Nam thoát cơn nguy nan, cho dân thấy ngày bình an. Mẹ là sức siêu nhiên dắt dìu chúng con liền, cho giáo dân khắp nơi trung kiên, trong tông đồ thành tín.